Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 56 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 254 Con Quái Vật Thứ Hai Hoàng Phủ Thành Thiên không khỏi chấn động Chậm rãi xoay người Tất cả mọi người cũng nhìn về phía phát ra tiếng động Giữa gió khí lay động Một bóng người hát bào đứng ở đó giống như một thanh lợi kiếm tạm thời ẩn đi phong mang. Tuy là chưa có ra khỏi giỏ, nhưng mà cổ khí tức khiếp người kia làm cho tất cả mọi người đều không dám khinh thường. Hai bên tay của hắn đang ôm hai thiếu nữ, chính là lạc dân thường cùng với tiết ngưng hương, tưởng như đã bị hoàng phủ thanh Thiên đánh chết. Cái này sao có thể chứ? Hai người lẽ ra phải thịt nát xương tan làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó, dưới tình huống hoàng phủ thanh thiên đều không phát giác, người này đã cứu ra sao? vậy thì càng không có khả năng trong thiên hạ có ai có thể cướp người ngay trước mặt của chấn thiên đế dương long còn không có một tiếng động lại còn vào cái thời khắc sống chết như thế kể cả lâm toàn phong cũng dạng dạng không có khả năng như thế người này đến cùng là thần thánh phương nào nhất thời ánh mắt của mọi người đầy sự kinh dị cùng nghi hoặc cho dù là hoàng phủ thanh thiên mỹ mắt rùng rùng giật mình mãi không thốt nên lời bởi vì hắn cũng nhìn không thấu. Lạc dân thường còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì nàng đã cảm thấy mình phải chết, giờ thì lại còn sống, nằm trong tay của một người khác. Tiết Ngân Hương kích động kêu lên, Trác đại ca, huynh quả nhiên bình an vô sự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một lần nữa kinh hãi. Trác Phàm đặt hai nàng xuống mỉm cười, chậm rãi lật tung áo choàng, lộ ra khuôn mặt, khiến cho mọi người đầy cảm xúc, hoặc kinh ngạc, hoặc vui sướng, hoặc cưu hận, hoặc chán ghét. Không sai, vô luận hắn đi đến chỗ nào đều phải quấy cho lông trời lỡ đất. Trùng thiên ma lòng, trác phàm. Trác phàm cười nhẹ, nhìn về phía tiết ngân hương, sắc mặt, có một mảnh danh lợi hiếm thấy. Ngân nhi, đã lâu không gặp rồi. Tiết ngân hương cười sung sướng, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tạ thiên dương nằm rạp trên mặt đất, nhìn tình cảnh này quả thật là dục sinh dục tử. Hắn vừa thấy Tiết Ngân Hương không có bị sao, liền vui đến phát khóc. Nhưng mà nhìn ánh mắt mập mờ của nàng đối với Trác Phàm hắn lại có xúc động muốn đâm chết người huynh đệ khốn nạn kia. Ngân Nhi, vì sao mà ngươi xưa nay không dùng ánh mắt ấy mà nhìn ta chứ? Phá vỡ bầu không khí là lạc dân thường lên tiếng căm hận chửi mắng. Năm năm rồi, đi đến đâu chứ? Lo lắng chết rồi nhanh chóng không có thể kiềm chế kích động ôm chầm lấy trác phàm nước mắt không ngừng tuôn rơi dường như giờ khắc này nàng chỉ muốn ôm chặt lấy trác phàm không có cho hắn rời đi nửa bước trác phàm nhất thời chân tay luống cuốn không biết hai tay nên để chỗ nào cho tốt cuối cùng chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng lấy đó làm an ủi sở khuynh thành xa xa nhìn bọn họ trong lòng càng chua xót các phàm là phu quân mà nàng đã nhận định cả đời nhưng bây giờ trong ngực ôm hai nữ nhân khác tuy là nàng biết đây là chuyện hợp tình hợp lý nhưng mà vô luận thế nào nàng đều không có thể dứt khỏi ưu thương cảm giác đau xót này thậm chí đau hơn tổn thương trên thân thể hiện giờ thiên vũ tứ hổ cùng với trái tim nát bấy nguyên lai là dị lạc tiểu thư này đã có người trong lòng rồi lại chúng ta thầm mến nàng 5 năm năm còn thường xuyên vì thế mà huynh đệ đánh nhau một trận thật là không ngờ nhà gian hồ hưởng trước ánh trăng trác quản gia cùng mẹ nó đúng là cái thằng trộm trộm mất lòng của tiểu thư rồi có điều có người ưu sầu thì cũng có người sung sướng tạ thiên dương lúc này cũng như muốn cười đến ngoác cái mồm chỉ cần trác phàm của nữ nhân khác ngưng nhi tự nhiên hết hy vọng vậy thì hắn sẽ có hy vọng mặc kệ người này là sở huynh thành hay là lạc dân thường không quan trọng. Đột nhiên một âm thanh ngạo nghễ phá vỡ bầu không khí đầy tâm tình. Đại công tử, ta thấy cái tên trác phàm này không có lợi hại như trong truyền thuyết, nay mới chỉ là đoán cốt cửu toàn mà thôi. Nếu như ngài giao thủ với hắn, sợ rằng sẽ mất thân phận không bằng để cho ta làm thay đi. Quan phủ Thanh thiên trầm ngâm một trận cuối cùng gật đầu. Tiểu tử này nói đúng, nếu trác phàm chỉ có một chút năng lực đó. Sát thực không cần hắn phải đồng thủ. Nhưng mà nếu Trác Phàm thâm tàn bất lộ, vậy thì lấy cái thằng ngu này để thử xem sâu cạn, cũng không tệ. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười một tiếng thản nhiên nói, Vậy thì ngươi ra tay đi, bốn công tử cho phép. Tạ Đại Công Tử, Lâm Toàn Phong ôm quyền, ta dị nhìn về phía Trác Phàm Trác Phàm nhíu mày, nhìn Lạc Dân Thường nói, Ai vậy? Lạc Dân Thường vội giải thích, Trác Phàm mới biết chỉ là không ngờ, Hoàng Phủ Thành Thiên thật sự là cường hãn như thế. Chỉ một người có thể lật tung ba nhà minh hữu của hắn cùng với thiên vũ tứ hổ, còn khí định thần nhàn như thế. Thực lực quả nhiên là khủng bố. Nếu lúc trước gặp phải, đoán chừng hắn không phải là đối thủ của người này. Còn bây giờ, Trác Phàm cười gằn Lạc dân thường thấy vậy liền mừng rỡ trong lòng. Nàng đã quen thuộc cái điệu cười này của hắn rồi. Cho nên không còn một chút sợ hãi chỉ thẳng Lâm Toàn Phong nói, Trác quản gia, người khác thì ta không biết, người giáo quấn cái tên tiểu tử này trước thật tốt cho ta. Trác Phàm sững sờ không có rõ ràng cho lắm. Vì sao hắn có đắc tội với người sao? Bởi vì trước trước khi mà ngươi đến, hắn khinh bạc ta. Lạc dân thường, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, nắm lấy ống tay áo của Trác Phàm nũng nịu. Cố mị hoặc thi này, để cho người khác nhìn thấy mà mềm nhũng cả người ra. Trác Phàm nhảy mắt mấy cái, thật sâu nhìn nàng, trong lòng thầm than, đại tiểu thư này thay đổi lớn quá rồi, bản sự nữ nhân tiến bộ không ít. Mà đại tiểu thư đã lên tiếng, bất kể có phải thật hay không, thân là quản gia sao có thể không ra mặt. Sau đó, sắc mặt liền trầm xuống, Trác Phàm dậy dậy bằng tay, vẻ mặt bất thiện nói: Xuyên lâm dực long lâm toàn phong Dám khinh bạc đại tiểu thư nhà của ta Quả thật là chán sống Thì sao ai bảo lạc gia không có nam nhân chứ thế mãn vừa còn chưa có dứt lời đã không biết tại sao bị dỗ bay ra ngoài chỉ nghe ầm ầm một hồi trong nhảy mắt đã gia sụp ba bốn tòa nhà dân vùi sâu vào trong phế tích Trác phàm nổi giận đùng đùng thu tay lại hai con mắt như muốn phun lửa thằng quắc con trước mặt của lão tử dám nói lạc gia không có nam nhân càng thêm đáng chết tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trác phàm vẻ mặt hoàn toàn cứng đờ cho dù là chấn thiên đế dương long cũng cảm thấy kinh hãi vừa rồi đến cùng xảy ra cái chuyện gì cách nhau 100 trăm mét có hơn trác phàm tùy ý dùng tay lên vậy mà đập bay lâm toàn phong người kia lại xuyên lâm vực long lâm toàn phong thiên quyền cảnh kẻ có tốc độ nhanh nhất lục long nhất phượng bất luận là kinh khí hay lãm khí cũng được chỉ cần công kích từ xa đều sẽ bị hắn tùy tiện né tránh chỉ cần là tốc độ vĩnh viễn không ai đuổi kịp hắn kể cả công kích cận thân cũng không có đuổi kịp nhưng bây giờ trác phàm nhẹ nhàng dung tay một cái liền dễ dàng đập bay hắn rồi còn kinh ngạc nhất hắn đến cùng làm sao mà làm được bởi vì không ai thấy hắn xuất thủ kể cả con quái vật hoàng phủ thanh tiên nói vậy trác phàm chẳng phải là con quái vật hơn cả quái vật sao là quái vật trong đám quái vật rồi Tạ Thiên Thương nhìn Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng than nhẹ. Trùng Thiên Ma lòng trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, quỷ dị vô cùng. Long Hành Dân cũng cười khổ. Đến giờ ta mới biết sao mà phụ thân của ta kết minh với Lạc Gia. Mấy người tiểu kiệt tiểu quỳ lại vì sao mà liều mạng, tu luyện như thế. Con quái vật này thật sự làm cho người ta rung động quá lớn. Chỉ là dù có liều mạng tu luyện có thể theo kịp hai cái tên quái vật này sao? Chương 255 Thần Thông Hiển Quy Lâm Toàn Phong đứng dậy từ trong cái đống phế tích, khóe miệng hiện lên một vẻ máu đỏ tươi, rồi khi đứng hẳn dậy, phóc một tiếng, phun máu, xen lẫn với răng, ánh mắt nhìn trác phàm, đầy vẻ kinh khủng, không còn có vẻ lỗ mạng như lúc trước. Trùng thiên ma lòng trác phàm, thật sự là thực lực cao thâm mạc trắc hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp liền đã bị đánh cho rụng hai cái răng rồi mà lại còn có thể thấy được trác phàm chỉ tùy ý phất tài, nếu thật sự nghiêm túc vậy hắn không phải là thịt nát xương tan sao mấu chốt tốc độ của đối phương quỷ dị khó hiểu cho nên sự kiên kỵ của lâm toàn phong đối với trác phàm càng thêm sâu u vũ sơn cùng nghiêm bán quỷ dỗ dã đến chỗ của hắn nhìn về phía trác phàm sắc mặt ngưng trọng Tuy trước đó bọn họ sớm đã nghe qua đủ loại chuyện về Trác Phạm, nhưng mà lúc này thật sự đối mặt mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ mà các trưởng lão đã chết kia từng đối mặt. Trác Phạm sắc mặt bình thản, chẳng khác nào hoàng phủ thanh thiên, lúc tùy ý đánh bay cái đám người sở quân thành. Quay qua Lạc Dân Thượng nói, Đại tiểu thư trừng phạt như vậy được chưa? Nếu chưa ta lấy thêm một cái chân của thằng ranh kia Lâm Toàn Phong bất giác rung lên lão đảo lui về phía sau. Nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Thiên đe dọa người khác bằng dương đạo, các phàm chính là bá đạo, hai người đều là chân chính đế dương long Lạc dân thường không ngờ thực lực của trác phàm khủng bố, quỷ dị đến thế, không khỏi ngơ ngác sau đó tỉnh lại lắc đầu. Không, không cần, hắn chỉ khi dễ ta có một chút, cho hắn bạc tài là đủ rồi. Nghe được cái lời này, Lâm Toàn Phong mơ hơi buồn lỏng, thậm chí còn cảm kích đối với Lạc Dân Thường. Lạc Tiểu Thư, ngài thật là đại nhân, đại lượng. Nhưng mà vừa cảm kích xong, hắn thật sự muốn bịt miệng của Lạc Dân Thường, bởi vì câu nói tiếp theo của nàng, làm choáng sợ đến mức muốn giải cả ra. Có điều chuyện kinh bạc tạm thời bỏ qua, nhưng mà hãy dân. Lạc Dân Thường chỉ đệ đệ đang nằm trên đất, rồi lại nhìn Trác Phàm điềm đạm đáng yêu nói. Trác quản gia, thiếu gia nhà của chúng ta đã bị người ta đánh thành như vậy đó. Người nhất định phải lấy lại công đạo mới được. Trác Phàm nhìn về phía cái bộ dáng thê thảm của Lạc Dân Hải lập tức trầm mặt xuống, sát ý tụ lại trong mắt. Thiếu gia là ai làm? Lạc Dân Hải đã là quân nhân, biết cái gì là lấy đại cục làm trọng. Cho nên chỉ cười khoát khoát tay, cam nguyện tự mình nuốt quả đắng nói. Không có gì đáng ngại, trác đại ca, quên đi, có thể gặp lại huynh, biết huynh không có chuyện gì, ta rất mãn nguyện rồi. Cái gì mà thôi đi, dần hải, ngươi bị ngốc sao? Trước kia chúng ta đã nén giận đã đành, bây giờ trác đại ca của ngươi đã trở về rồi. Chúng ta sao có thể bị còn người ta tùy tiện kỳ dễ? Ngươi nói có đúng không? Lạc dân thường quay đầu nhìn về phía trác phạm, thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt khác lạ, nàng lập tức đỏ mặt khôi phục cái bộ dáng y như con chim non nép vào hắn lẩm bẩm nói ngươi nói xem có đúng không đại tiểu thư ngươi nhập ma sao trác phàm nhảy mắt mấy cái đổ mồ hôi một trận tiểu thư quán lúc nào mà trở thành cai độc vậy chứ nhưng mà hắn lại rất vui mừng vì sự thay đổi này mạnh được yếu thua ngươi nhân từ nương tai liên sẽ bị người ta nuốt vào cho nên đừng nói đúng lý không tha người coi như không có để ý cũng phải tranh giành ba phần. Đây chính là phong cách hành sự mà Trác Phàm hắn muốn. Thiên hạ này không phải là thiên hạ của người có lý, mà là thiên hạ của kẻ mạnh. Trác Phàm lạnh lùng nói, tỷ tỷ của người nói đúng, lão tử không qua ở đây, các ngươi chịu bao nhiêu quỷ khuất, ta lực bất tòng tâm. Nhưng mà lão tử giờ đã về rồi. Nếu còn để cho các người phải quỷ quất cầu toàn, sẽ chính là do lão tử thất trách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có thể nghe ra nồng đậm sát ý trong lời nói. Lạc dân hải không khỏi cười khổ nhưng mà cuối cùng vẫn im lặng. Tất cả nam tử ở đây cùng run lên, cực kỳ bội phục bá khí của trác phàm. Tất cả nữ tử đầy vẻ mê sai, cho dù là mẫu đơn lâu chủ luôn ghét cai ghét đắng trác phàm cũng không thể không thừa nhận. Lúc này trác phàm thật sự là nam nhân đáng để phó thác. khiến cho mỗi một nữ tử đều mê muội thấy lạc hại dân một mực trầm mặt không có nói lạc dân thường không khỏi thở dài dân hải cũng có chỗ khó của nó tiếp đó quá thành cái bộ dáng thiếu nữ tử đồng đưa cánh tay trác phàm giống như là tiểu nữ cáo trạng lên nhân gia vừa chỉ lâm toàn phòng nổi giận nói chính là hắn đã đạp gãy chân của dân hải lại là ngươi sao trác phàm quay đầu nhìn về phía lâm toàn phòng tức giận nói xem ra vừa rồi vẫn là đánh nhẹ ngươi rồi ừng ực một tiếng lâm toàn phong nuốt một ngụm nước bọt càng không có tự chủ lui về phía sau hai bước toàn thân như tắm trong mồ hôi lạnh u vũ sơn cùng với nghiêm bản quỷ cũng một trái một phải thủ bên cạnh hắn cực kỳ đề phòng có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ thiên vũ trừ chấn thiên đế dương long hoàng phủ thành thiên chỉ có trác phàm mới có thể khiến cho bọn họ sợ hãi rụt rè đúng lúc này hoàng phủ thành thiên đạp nhẹ một bước, ngăn cản trước mặt của Trác Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Náo đủ chưa? Sao? Ngươi muốn ngăn ta hả? Trác Phàm hiếp mắt cười. quan phủ thanh thiên chậm rãi lắc lắc đầu, sắc mặt trở lại vẻ bình tĩnh như thường. Dường như cho dù là Trác Phàm cũng không có tính là gì. Không phải là cản ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là không có kẻ nào được phép qua mặt của ta. Ngươi cũng không thể. Mọi người không khỏi giật mình, sắc mặt trong nhảy mắt trở nên ngưng trọng Hoàng Phủ Thanh Thiên rốt cuộc muốn xuất thủ là chân chính xuất thủ mà lại đây là lần thứ nhất hắn chủ động cản đường một người khác trước kia chưa từng phát sinh tuy hắn không có trực tiếp thừa nhận nhưng mà hành động đã thể hiện rõ hắn đã công nhận thực lực của Trác Phạm bởi vì chỉ với đối thủ hắn mới phải đứng đối diện người kia lúc trước dù hắn ra tay với mọi người nhưng mà trong mắt không có bất kỳ thứ gì. Còn bây giờ, trong mắt hắn có một bóng người, chính là Trác Phạm. Tất cả mọi người nghiêm túc, chờ đợi hai con quái vật một lần thứ nhất giao thủ. Tạ Thiên Thương thầm cười khổ, cảm thấy hiu quạnh. Là một võ si, hắn hy vọng đường nào Hoàng Phủ Thanh Thiên có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, coi hắn là đối thủ chứ. Đáng tiếc. Lâm Toàn Phong thở một hơi nhẹ nhõm, yên lòng. Có lão đại, tiểu tử kia làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ?" Trác Phàm rực rỡ cười nói, "Ngươi nói thật sao?" Vừa dứt lời, Trác Phàm đột ngột đã biến mất. Quan phủ Thành Thiên bất ngờ kinh hãi, chưa kịp phản ứng, tiếng cười của Trác Phàm vang lên sau lưng quán 100 mét quá có hơn, mà giờ khắc này, hắn tất nhiên xuất hiện trước mặt của Lâm Toàn Phong. "Tiểu tử đã thường thiếu gia nhà của chúng ta phải trả giá nặng đó." Lâm Toàn Phong trợn tròn con mắt, bị dọa đến hồn phi phát tán. Tên này lúc nào mà xông qua Hoàng Phủ Thanh Thiên đến tận đây rồi. Nhưng mà hắn không có kịp phản ứng, trát phàm tung một cước. hung ác, đá vào bụng của hắn, đá bay hắn ra mấy chục thước. Trên không trung, tử sắc lôi mang tàn phá bừa bãi trong thân thể của hắn, khiến cho hắn phun máu. Nhưng mà lần này, trong máu còn có thêm nội tạng. bất giác, hít vào một ngụm khí lạnh, Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người. Riêng là U Vũ Sơn cùng với nghiêm bán quỷ bên cạnh hắn càng kinh hãi thất sắc. Rồi ngay lập tức, hai người đều xuất trưởng tấn công Trác Phạm. Nhưng mà, tiền sư nó, Trác Phạm một lần nữa đã biến mất. Nhưng mà không phải quay lại bên cạnh lạc dân thường. Hắn chưa có muốn thu tài, hắn xuất hiện ngay phía trên lâm toàn phong. Nhất trảo chộp vào xương đùi của hắn, lộ ra một nụ cười giống như ma quỷ tiểu tử người dám làm gãy chân của thiếu gia nhà ta bây giờ ta cũng lấy hẳn một chân của người rất công bình đó nha lâm toàn phong lần đầu hoảng hốt đến vậy nhưng mà vẫn chưa có kịp phản ứng chưa kịp cầu xin tha thứ thì tiếng quát băng lãnh như lời tuyên cáo đã dàn lên quỷ long trảo xoẹt một tiếng máu tươi như suối theo đó là tiếng kêu gào chấn thiên triệt địa của lâm toàn phong chân của hắn đã bị trát phàm cứ thế mà xé đứt ra ném ra vì sao? Hoàng phủ thanh thiên giật mình, khuôn mặt lần đầu tiên hiện ra một vẻ không bình tĩnh, quay người muốn cứu. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh khoan thai gian lên sau lưng của hắn. Hoàng phủ công tử không phải là người muốn ngăn ta sao? Đưa lưng về phía ta, có phải là quá coi thường ta không? Thân thể của Hoàng phủ thanh thiên trên mảnh liệt rung rung, đầu đã chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, chỉ là không có ai phát giác ra cứng đờ một lần nữa xoay người lại thình lình phát hiện trác phàm vẫn không có nhúc nhích đứng tại vị trí cũ kia còn bình thản cười nhạt một cách tà dị cách đó không xa u vũ sơn cùng với nghiêm bán quỷ bởi vì trác phàm đã biến mất nhất thời không khống chế nổi lực đạo ao ao cho đối phương một chưởng cả hai cùng bị đánh bay ngược ra khóe miệng nổi lên cái vết đỏ tươi nhưng mà mọi người không có đi đến điểm chú ý trong mắt chỉ còn lại con quỷ Trác Phàm. Vừa rồi Trác Phàm một hơi làm rất là nhiều chuyện, thậm chí có thể nói đồng thời bóng người của Trác Phàm xuất hiện ba nơi khác biệt cùng một thời điểm. Đã bay Lâm Toàn phòng tiếp đó xé đứt chân quán lại trở về vị trí ban đầu, giống như ba người đồng thời hoàn thành, bởi vì là thời gian thật sự quá ngắn. Trác Phàm thông qua cái việc này mà muốn nói với bọn họ Thiên hạ không có chuyện lão tử làm không được. Có vài thằng quắc con muốn cản đường của ta đúng là không biết tự lượng sức. Tất cả mọi người kinh dị nhìn hắn. Cho dù là hoàng phủ thanh thiên, ảnh mắt bây giờ cũng giống mọi người. Nhìn hắn như một người thường nhìn quái vật. Bất động thật lâu. Trong nội tâm, lần thứ nhất sinh ra một cảm giác không thể chiến thắng. Chương 256 Ngăn cản dùng tay áo nhẹ nhàng xẹt qua trán quan phủ thanh thiên lơ đảng xóa sạch cái mồ hôi trên đầu sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhưng mảnh mắt dĩ nhiên không còn bình thản khá ngưng trọng cho dù là hắn của tự phụ cũng không thể không thừa nhận hôm nay hắn xem như gặp phải địch thủ mạnh mẽ nhất từ lúc chào đời đến nay xem ra ta không có thể tiếp tục phớt lờ với người nữa quan phủ thanh thiên dần dần trầm mặt xuống nhìn chăm chăm trác phạm giống như là sư tử nhìn chầm chầm con mồi. Các phàm cười tà dị. Nói như vậy, vừa rồi là ngươi vẫn phớt lờ, bây giờ mới nghiêm túc chú ý sao? Như vậy, bây giờ chuẩn bị cho tốt đi. Dứt lời trác phàm một lần nữa biến mất. Đến khi mà hiện thân đã xuất hiện trước mặt của nghiêm bán quỷ, nhất trưởng xuất ra. Nghiêm bán quỷ sợ hãi quảng hốt. Con mẹ nó, sao mà con quỷ này đột nhiên ra tài với hắn chứ? nhất thời bối rối không thôi mới dội vàng đưa tay đón đỡ xương độc quấn thần. nhưng chỉ là phản ứng bản năng nào chống đỡ được trác phàm xúc thế đã lâu huống hồ xương độc đối với kẻ tu luyện thiên ma đại quá quyết như trác phàm quả thật là chơi đồ sai người rồi thế mà trưởng phong chưa có hạ hết đường trác phàm kinh hãi co rụt mắt lại lập tức biến mất trước mặt của hoàng phủ thanh thiên đã là một vùng phế tích chỗ vừa rồi hai người lạc dân thường bị hoàng phủ thanh thiên đạp tan nát bây giờ bụi mù cuồn cuộn trác phàm xuất hiện một lần nữa cách xa hoàng phủ thanh thiên 100 trăm mét có hơn trong tay ôm lấy hai nữ ánh mắt nhìn hoàng phủ thanh thiên lạnh như băng thấu xương hoàng phủ thanh thiên quay đầu nhìn hắn cười lạnh ta nói rồi ngươi không có thể làm càng trước mặt của ta được sắc mặt trác phàm trở nên cực kỳ khó coi Xem ra Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không phải là kẻ ngu cậy mạnh mà là hoàn toàn ngược lại rất xảo trá. Vừa rồi Trác Phàm đã sử dụng thai hình đổ dị muốn làm thịt nốt nghiêm bán quỷ. Muốn giả mặt cái tên này lại không ngờ tên này biết rõ đuổi không kịp. Thẳng thắng không có đuổi chuyển qua ra tay với lạc dân thường cùng tiếc ngân hương. Nếu hắn còn tiếp tục xúc trưởng vậy chẳng khác nào bỏ mặt hai người. Nghiêm bán quỷ thở dài ra một hơi dỗ dàng chà chà mồ hôi lại trốn ra 100 mét. Hắn không có muốn vô duyên dù cớ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tay muốn dặn đầu hắn. Cảm giác kinh hãi như thế, dù không có gây ra tổn thương thực chất cho hắn, cũng đủ làm cho hắn giảm thọ 10 năm rồi. U Vũ Sơn dỗ dàng rời khỏi cái chỗ thị phi này, chỉ để lại của Lâm Toàn Phong kêu gào thảm thiết, không ai để ý cực kỳ thê lương. Lúc này, ánh mắt của Trác Phàm nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên đã chánh thức xuất hiện sát khí. Hai nữ cũng đã hiểu, dỗ dàng tránh ra xa, không có muốn trở thành người dưỡng díu cho hắn. Quan phủ thanh thiên nhếch miệng cười nhẹ, vẻ mặt có một chút hưng phấn, biết trác phàm rốt cuộc là muốn nghiêm túc. Toàn thân liền nổi lên từng trận kim quang, khí thế cường đại phóng xuất ra, không có giữ lại chút nào, cho dù là sở khuynh thành, tạ thiên thương, cách xa hắn, cũng không khỏi có cảm giác ngạt thở. Trác phàm tuy không có khí thế mạnh như vậy nhưng mà hắc khí lượng lờ lấp lóe trong đồng tử hắn mà không phát tích tụ càng cực đại hơn thật sự cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm không động thì thôi một khi mà động nhất định kinh thiên động địa hoàng cực bá thể quyết rốt cuộc hoàng phủ thanh thiên không nhìn được trước hét lớn lên một tiếng toàn thân đã quấn quanh chính đầu kim sắc long ảnh xong tới trách phạm quỳ thế mạnh như cả thiên địa chi quy buông xuống xa xa nhìn lại như là cả mảnh trời hư không áp xuống cổ quỳ áp đế dương kia cho dù người ở nơi xa cũng có thể thật sâu cảm nhận được quan phủ thanh thiên sử xuất quyền giai vũ kỹ có thể đạt đến trình độ biến thái như thế sao ừng ực một tiếng tất cả mọi người hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt trong lòng lo sợ nhìn về phía trác phàm không biết hắn sẽ đối phó ra sao Trác Phàm không sợ chút nào, dần sáng màu vàng trong mắt chớp động, tử sắc lôi mang đùng đùng không dứt, đạp chân xuống cũng đã nhảy giọt lên. Một tiếng long ngâm gian dội chân trời, quanh thân của Trác Phàm đột nhiên quấn lên long ảnh màu đen. Hắc Long mang đến một chiến y sấm sét. Hắc Long vừa hiện thân, thiên địa liền giống như muốn sụp đổ, bắt đầu không ngừng chấn động. Mọi người bất giác hoảng hốt, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không có nhịn được mỹ mắt run run bởi vì thực lực của Trác Phàm biểu hiện ra so với Tu Di thật sự trên lệch một trời một vực quy lực vũ kỹ kia lại không kém hoàng cực bá thể quyết cửu tận của hắn chút nào Hoàng Phủ Thanh Thiên kim quang tràn ngập như là hoàng quy buông xuống chung quanh Trác Phàm hắc khí đầy trời tử lôi cùng bạo cảnh tượng là long trời lỡ đất nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là đế dương tại thiên không người nào có thể phản kháng hắn vậy mà trác phàm chính là ác lòng muốn đâm thủng thiên địa kéo đế dương khỏi hoàng dị hai người này thật sự là thiên mệnh địch nhân sao tạ thiên thương cảm thụ hai loại khí thế đặc biệt thở dài nói mọi người nghe vậy cũng phải gật đầu chỉ là bọn họ không biết đến cùng thuộc về trời sinh dương giả chấn thiên đế dương long hoàng phủ thanh thiên hay là lấy thấp đánh cao nghịch thiên mà đi trùng thiên ma long trát phàm tất cả mọi người khẩn trương quan sát có lẽ lần này liền có thể sớm quyết kẻ thắng lợi cuối cùng trong bách gia tranh minh lần này có lẽ đế dương môn chiến tích ngàn năm bất bại cũng phải bị đánh dở ma long ngút trời hoàng cực bá thể quyết hai tiếng nổ hóng kinh thiên đồng thời thét lên nhưng mà ngay khi trát phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên lập tức muốn xông vào nhau thì lại có một tiếng long ngầm thứ ba vang lên Tiếp đó, sương một tiếng, một thanh quang bỗng nhiên rơi vào giữa hai người. Hai người lập tức chậm lại bởi vì thanh quang kia chính là vũ khí tùy thân của thiên vũ đại nguyên soái độc cù chiến thiên, cầu long trảm nguyệt đao. Ngay sau đó, một thân ảnh dĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, đáp giữa hai người. Ngay lúc mà hai người chưa kịp phản ứng, liền một tay bắt lấy cổ tay của bọn họ rồi ngay lập tức quăng bay ra xa hai tiếng ầm ầm nổ gian lên hai chiêu vũ kỹ kinh thiên từ trác phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên không đánh trúng đối phương lại làm cho công trình kiến trúc sau lưng của đối phương trong nháy mắt quá thành phế tích khi hai người đứng lên từ trong phế tích xa xa nhìn lại đã thấy độc cô chiến thiên thẳng tắp đứng ở đó quy phong lẫm liệt lão phu đã nói rồi trong dân lòng không có được phát sinh từ đấu hai tên tiểu quỷ các ngươi coi lợi của lão phu là gió thoảng bên tai sao. Độc Cô Chiến Thiên đảo mắt qua hai người gầm thét lên. Quan phủ thanh dân của im lặng, hít sâu một hơi, sau đó trầm mặt xuống. Hắn tuy cao ngạo nhưng cũng biết phân tắc, hắn du địch là trong người đồng lứa, cho dù là kiêu chiến dược cấp cũng nên tìm một số cường giả thần chiếu phổ thông là được rồi. Bất bại quân thần như Độc Cô Chiến Thiên chinh chiến cả một đời, toàn thân đầy chiến khí cùng với máu tươi hắn chưa có ngủ tới mức làm càng trước mặt của ông ta. Ta biết, đọc cô lão nguyên sói là ta không đúng. Hoàng Phủ Thanh Thiên gật đầu, tuy là nhận sợ, nhưng mà sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không mất dương giả chi phong. Đọc cô Chiến Thiên thấy vậy, cũng không có làm gì được, vẫn chưa có muốn phát sinh tranh chấp trực tiếp với đế dương môn. Sau đó quay đầu, nhìn về Trác Phàm hét lớn. Trác Phàm Trác Phàm đang rõ rén thoát đi, nghe vậy không khỏi ai thắng một trận. Nhưng mà sau khi quay mặt lại, rất nhanh đổi ra cái bộ mặt mừng rỡ tươi cười nói: "Độc Cô lão nguyên soái đã lâu không gặp, thiếu gia nhà của ta được ngài chiếu cố, xin nhận một lễ của ta. Không phải là dùng cái bài này, Trác Phàm, lão phu biết ngươi còn sống, vẫn đang chờ ngươi ở đây." Nhìn Trác Phàm dối trá cúi đầu, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi cười mắng: "Tiểu tử ngươi, làm sao mà chạy tới chỗ nào gây chuyện chỗ đó vậy?" Trác Phàm gãi đầu, ngại ngùng cười cười rồi rất nhanh trừng mắt chỉ lạc dân hải nói lão nguyên soái đây cũng không phải là ta đang nháo chuyện ngươi xem thiếu gia nhà của ta đi nghĩa tử của ngài đã bị người ta đánh gãy cả chân kìa nếu ta không ra tay còn tính là đại quản gia của lạc gia sao cái gì Độc cô chiến thiên không khỏi giật mình lúc này mới có thời gian nhìn chung quanh thình lình phát hiện năm đứa con nuôi đều ào ào ngã xuống đất riêng lão ngũ lạc dân hải càng là xương đùi đã bị nứt gãy máu chạy róc rách cái bộ dáng suy yếu độc cô chiến thiên lập tức nổ hóng là ai làm lão phù tuyệt đối không tha cho hắn chính là bọn họ độc cô lão nguyên sói ngài nhất định phải làm chủ cho thiếu gia nhà của ta các phàm chỉ hoàng phủ thanh thiên giống như tiểu nhân cáo mượn oai hổ lạc dân thường thừa cơ cúi đầu than thở khóc lóc mong nghĩa phụ làm chủ cho đệ đệ của ta Đọc cô Chiến Thiên hít sầu mấy hơi Trong mắt đã hừng hực lửa giận đảo mắt hung hăng Nhìn chăm chăm Hoàng Phủ Thanh Thiên Chương 257 Ý niệm giết người Hoàng Phủ Thanh Thiên Vì sao mà tổn hại con ta Đọc cô Chiến Thiên Hai con mắt rung rung Gầm như giả thú trong giật sâu Hoàng Phủ Thanh Thiên mặt không có độ sắc Bởi vì bọn chúng cản đường của ta Vì sao mà bọn họ chặn đường bởi vì phải chấp hành cấp lệnh của lão nguyên soái không cho phép ta tự đấu độc cô chiến thiên nắm chặt sông quyền lửa giận trong mắt như muốn phun ra vậy nói như thế sai không có tại bọn họ rồi không bọn họ sai quan phủ thành thiên lạnh lùng lên tiếng ta vừa rồi đã nói tư đấu là chuyện khi mà song phương có thực lực ngang nhau lấy thực lực của bọn họ căn bản không xứng tư đấu với ta cho nên không tính là bất tuân quân lệnh còn về sau giao chiến với trác quản gia này, ta thừa nhận xác thực là tư đấu. Vậy do chúng cản đường ngươi, được, dân hải thì sao? Ngươi từng nói cho ta biết, hắn chỉ vì cản đường của ngươi bị ngươi đánh gãy cả xương đùi. Đọc cô chiến thiên gào thét lên. quan phủ thanh thiên chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, đó không phải là do ta làm. Lâm Toàn Phong đạp gãy chân của hắn, ta nể mặt lão nguyên sói ngài, rất hạ thủ lưu tình với năm người kia vậy lâm toàn phong đâu hắn đâu đọc cô chiến thiên nổi giận gầm lên bắt đầu nhìn bốn phía quan phủ thanh thiên chỉ tay lạnh nhạt lên tiếng lão nguyên soái ngươi không cần phải tìm hắn làm gì ngay vừa rồi cái vị trác quản gia này sẽ mất một chân quán rồi ngài còn muốn thế nào nữa nghe vậy Độc cô chiến thiên bất giác trì trệ nhìn lâm toàn phong nơi xa hạ thân đang chảy máu thành sông sắc mặt tái nhợt còn mất một chân không khỏi liếm liếm bờ môi, quả thật không có phản bác được. Nộ khí ngút trời, trong nháy mắt đã biến sạch sành xanh, xanh. Tiểu tử này coi như cứu lại, cũng chính là một kẻ tàn phế, so với con nuôi thật sự thê thảm hơn rất nhiều. Giờ khắc này, hắn lại xấu hổ, thậm chí mang cái điểm đuối lý. Dường như là bọn họ mới là người hành hung gây sự, đối phương thương thế bực này, thật là không biết nên phải làm gì cho phải nữa. Thế nhưng, Trác Phàm làm gì mà có chuyện bỏ qua như thế? Thừa dịp độc cô chiến thiên đang ở đây, hắn nhất định mở rộng chiến quả đến mức lớn nhất mới được. Lão Nguyên Soái, ngài tuyệt đối đừng có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ngài không có biết đâu, vừa rồi hung hiểm cỡ nào. Lúc ta đến, bốn người của bọn họ đã dây còng thiếu gia nhà của ta, quá hung tàn, quá vô sĩ mà. Ta trung tâm hộ chủ, đến liệu mạng bảo vệ thiếu gia nhà của ta, nhưng mà cũng bị bốn người bọn họ dây công, song quyền năng địch tứ thủ làm ta cũng bị trọng thương ta cũng chỉ là sơ ý một chút mới dậm chân của hắn mà thôi có cái gì mà to tác chúng ta mới là người bị hại chứ lão nguyên soái phải làm chủ cho chúng ta trác phàm bi thương nói tràn ngập cảm giác u oán lại tiếp tục đầy cái bụng quỷ khuất nói bọn họ thấy chúng ta lạc già thế nhỏ nhân khẩu đơn bạc dễ ăn hiếp hạ lưu không biết xấu hổ lời vừa nói ra mọi người như muốn phun máu cho dù là hoàng phủ thanh thiên cũng không nhìn được run run mặt cho dù người của tu dưỡng tốt đẹp như hắn thật sự không nhìn được muốn chửi ầm lên cùng mẹ nó có thằng ranh con này hoàn toàn là đổi trắng thai đen luôn sao trên đời lại có người dù sĩ đến thế chứ hắn vừa nghĩ vậy lạc dân thường cùng với bộ mặt quỷ khuất thêm dầu vào, vào lửa nói trát quản gia đại khái cố kỵ mặt mũi của lạc gia ta cho nên không có dám nói rõ lúc đó kinh khủng ra sao nhưng mà đại thể chính là như thế mong nguyên soái làm chủ lần nữa phun máu luôn mọi người cùng nhau quái dị nhìn về phía lạc dân thường làm sao mà vị lạc tiểu thư này bắt đầu giống với rác quản gia rồi bắt đầu nói năng bậy bạ vậy lại bị trác phàm làm hư rồi nha mọi người lắc đầu một trận thầm thở dài tiểu thư khuê cát tốt như thế cứ như vậy thân hãm đầm lầy không có thể tự thoát ra được. Lạc dân thường cùng với trác phàm dụng trộm liếc nhau, lộ ra một nụ cười giả quyệt. vẻ mặt của độc cô Chiến Thiên trở nên khó coi, biết rõ cách làm người của trác phàm làm sao có thể tin hắn. Nhưng cũng tốt, thừa dịp này ép xuống khí diễm của đế dương môn cũng không tệ. Sau đó thuận nước đẩy thuyền, độc cô Chiến Thiên gật đầu đạm mạc lên tiếng. Thì ra là thế, hoàng phủ thanh thiên lão phù tuy ra cấm cái lệnh không cho phép tư đấu nhưng mà các ngươi lấy mạnh hiếp yếu lấy nhiều khi ít lại càng thêm ác liệt hơn tư đấu việc này lão phù nhất định sẽ tìm đến tận nhà của các ngươi thương thảo tốt một phen lão nguyên soái ngài há có thể nghe lời một bên của hắn chứ Hoàng phủ thanh thiên trận mắt bình sinh lần thứ nhất dội vàng nói đọc cô chiến thiên nhíu mày ranh mảnh nói lời của một bên vậy thì tốt chúng ta thử xem người quanh đây nói thế nào. Nói xong, đọc cô chiến thiên, nhìn về phía cả đám người ngã trên đất, thản nhiên nói, lời của Trác Phạm vừa nói có phải là thật không? Mọi người liếc nhìn nhau, giống như đã hoàn toàn hiểu, đây là đọc cô chiến thiên muốn ủng hộ Trác Phạm, sau đó tất cả đều trái lương tâm gật đầu. Riêng là thiên vũ ngũ hổ, tuy từng người cương trực, nhưng mà cũng không phải là kẻ ngu dốt. Lúc này tất nhiên phải bên người thân, ý của nghĩa phụ bọn họ vẫn có thể lĩnh hội quan phủ thanh thiên thấy vậy tức giận đến rung cả lên hận đến nghiến răng nghiến lợi lão nguyên soái ta vốn cho rằng ngài là người công chính không ngờ ngài quan phủ thanh thiên nắm chặt sông quyền cắn răng nói Độc cô chiến thiên nhíu mày cười nhạo nói ta làm sao nơi này nhân chứng vật chứng đều đủ ngươi còn gì để mà nói những người kia đều là bằng hữu của trác phàm bên chúng ta Lâm Toàn Phong đã bị đoạn một chân đây. Hoàng Phủ Thanh Thiên đã bị ép giận không nhịn nổi, gào thét lên. Độc Cô Chiến Thiên cũng hét lớn, còn lớn hơn nữa. Các người chỉ bị ngã có xíu thôi, mất mỗi cái một chân, bên này ngã cả một đám, đến cùng bên nào thương thế thảm hại hơn, người nào lấy mạnh hiếp yếu, các người coi lão phu đã bị mù sao. Hoàng phủ thanh thiên càng tức điên lên, hai con mắt xích hồng cảm giác tức giận như thế hắn bình sinh chưa bao giờ gặp phải cảm giác quỷ quất như thế hắn chưa bao giờ gặp mà nhưng hôm nay trước mặt của trác phàm hắn chẳng những không có cái gì hơn còn khắp nơi bị làm khó dễ cùng du hãm ngay cái đọc cô chiến thiên cũng đứng về phía trác phàm nhằm vào hắn trùng thiên ma long ngươi quả nhiên vì ta mà đến rất tốt cứ đợi đấy Hoàng Phủ Thanh Thiên không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Trác Phạm cười lạnh, liền quay người rời đi. Bởi vì hắn biết, dù có giải thích đến mấy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trác Phạm thấy vậy, lập tức quát lên. Độc cô là nguyên soái ngài cứ vậy mà thả hắn đi sao? Vừa rồi, hắn mới quy hiếp ta đó, ta sắp bị hắn giết đó. Đột nhiên, một cơn chấn động lóe qua. Độc cô chiến thiên giật mình, dội dàng đứng trước mặt của Trác Phạm, trong mắt ngưng tụ, một tiếng ba động vô hình cũng vang lên. Đùng một tiếng, không gian chấn động. Hoàng phủ thanh thiên cười lạnh nhìn Trác Phàm, trong mắt chỉ có vô tận phẫn nộ. Trùng thiên ma long lần này coi như là ngươi giận khí tốt, đợi đến bách gia tranh minh bảy nhà quyết chiến, hy vọng ngươi còn có thể giận khí tốt như vậy. Nói xong, hắn liền quay người triệt để rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất, độc cô chiến thiên mặt đầy kinh hải thì thào lên tiếng tiểu tử này chỉ là thiên quyền đỉnh phong thế mà đã nắm giữ ý niệm sát chi thuật chỉ của thằng chiếu cảnh đặc biệt mới có không hổ là đệ nhất thiên tài thiên vũ ngày sau không biết hắn sẽ còn thế nào nghe được cái lời này bọn người cũng thầm rung lên sắc mặt ngưng trọng thực lực của hoàng phủ thanh thiên đã vượt qua bọn họ một mạng lớn rồi căn bản không phải là cùng một cấp bậc lần sau nếu gặp lại, chỉ sợ bọn họ ngay cả chạy cũng không có khả năng. Đây chính là ý niệm giết người. Tốc độ của người có nhanh lại nhanh hơn được nguyên thần của tán sao. Chỉ có trác phàm khinh thường cười cười, phù trường thanh thế. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, liền đã bị đọc cô chiến thiên hung hăng gọi một cái mắng to. Cái gì mà phù trương thanh thế, đó gọi là thực lực. Người nhà có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Tuy lão phù biết ngươi là luyện thể tu giả, đối cứng, có lẽ vẫn có lực đánh một trận, nhưng đó là nguyên thần trùng kích, ý niệm giết người đó. Mọi người cũng nhíu mày, cho dù vừa rồi mới dâng lên một tia hy vọng với trác phàm, qua lần thể hiện sát kỹ của Hoàng Phu Thanh Thiên, chút hy vọng này đã lập tức tiêu tán rồi. Ý niệm giết người không phải là thần chiếu cường giả, không thể đối phó. Trác Phàm coi như thân mang quỷ dị thành thông nhưng mà chưa vượt qua được cảnh giới này cũng vô dụng. Trác Phàm căn bản không quan tâm, dâm ba cái ý niệm giết người. Năm năm trước, hắn đã chẳng coi ra gì. Huống chi, chỉ là một tên mới chỉ học sơ ý niệm giết người, còn chưa có đạt được cấp cao nhất. Chương 258 Mời nhập quân Về sau, đọc cô chiến thiên cho một đám binh lính đỡ những người trọng thương về sói phủ cứu chữa. Chỉ là có một thứ mà tất cả mọi người không nhìn thấy, một bóng người gầy trơ cả xương từ xa xa nhìn bọn họ dần dần biến mất đại quản gia đế dương môn thần toán tử lãnh vô thường thật sâu nhìn về phía trác phàm lãnh vô thường dê chồm râu trong mắt rạng rỡ tinh quang tiểu tử này cũng không phải là vô tình như trong tưởng tượng của ta sau ba canh giờ trong đại nguyên sói phủ lâm thời một đám người bị thương được an bài đến trong một đại phòng cứu chữa Lạc dân thường cùng với ngưng nhi, hai người duy nhất không có bị thương tổn, tạm thời đảm đương việc chăm sóc bọn họ. Mà trác phàm nằm một chỗ, không nhúc nhích. Ba nhà đồng minh, từng người biểu thị thăm hỏi cảm tạ. Vất giả, vất giả, cảm tạ các người. Nếu không có các người cản trở cái đám cháu trai kia, lạc gia của chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mất. Trác phàm đáp lại từng người. Long quỳ cùng với Long kiệt nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Năm năm trôi qua, hai người bọn họ vất giả tu luyện chỉ là muốn bắt kịp tốc độ quái vật này. Nhưng mà không ngờ, lần nữa gặp mặt, phát hiện trên lệch, chẳng những là không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Tuy nói cái tên này rất là du sĩ, dừng lại tại đoán cố cảnh, nhưng mà thực lực của hắn, chỗ nào giống tu giả đoán cố cảnh chứ? Long Hành Dân lần đầu tiên gặp cái nhân vật truyền kỳ này, sắc mặt bất giác kích động, thở dài lên tiếng. Trác Quỳnh, Trước kia ta không có hiểu ý phụ thân của ta, giờ cuối cùng đã hiểu rồi. Gặp người, ta mới biết được trước kia ta đã lãng phí quả là quá nhiều thời gian. Người không phong lưu, uổng thiếu niên, người trẻ tuổi tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải chứ. Dù sao còn có rất nhiều thời gian có thể hoang phế. Đừng có để ý như vậy chứ. Trác Phạm vỗ vỗ lưng của hắn cười to lên. Tạ Thiên Thương nhìn Trác Phạm, ánh mắt sáng rực thiêu đốt, tràn đầy đấu chí dường như hận là không có thể hiện lập tức đứng dậy làm một trận với hắn trác phàm đợi sau khi mà thương thế của ta lành đỏ sức một phen không trác phàm mê man nhảy mắt mấy cái khó hiểu hỏi chúng ta vừa mới gặp mặt phải không trước kia ta có đắc tội với ngươi sao vì sao muốn đánh với ta này ngươi đừng có để ý đến hắn đại ca của ta là võ si đó cứ thấy cao thủ liền muốn đánh thôi tạ thiên dương bất đắc dĩ biểu môi trác phàm gật đầu nguyên lai là võ si giống như lệ lão về sau phải cách xa dáng mới được hắn đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi mà mỗi ngày cùng võ si so chiêu sau đó trác phàm giữ im lặng trực tiếp đi qua hắn chờ đã chờ đã ngươi chưa có đáp ứng ta tạ thiên thương quýt lên thật là hận không có thể nhảy dựng lên cùng trác phàm đại chiến 300 hiệp Trác Phàm căn bản không để ý hắn, võ si cơ bản không khác người điên. Động thủ với hắn không có một chút ý nghĩa nào, thuần túy, lãng phí thời gian. Cứ như vậy, trong ánh mắt u quán của tạ thiên thương, Trác Phàm đi đến bên cạnh đệ đệ của hắn, gõ đầu hắn cười nói, Tạ huynh, lần này cũng rất là ra sức, không cần phải nói, nhất định là vì ngưng nhi rồi. Ta không tin ngươi sẽ vì đại tiểu thư nhà của chúng ta mà liều mạng như vậy chứ nói nhảm mệnh ta chỉ thuộc về ngưng nhi thôi tạ thiên dương trợn mắt thẳng thắn nói còn tiếc Ngân hương đứng cách đó không xa gương mặt đỏ bừng một trận hung tợn trừng hắn trác phàm yên lặng cười cười cũng không có thèm để ý tạ thiên dương lại chợt thật sâu nhìn hắn thì thào lên tiếng dường như còn có vẻ sầu lo trác phàm Mỗi lần mà ngươi xuất hiện đều phải phong cách như vậy sao? Ngân nhi nhà của ta sắp bị ngươi mê chết rồi. Ngươi làm như thế, ngày sau ta còn sống thế nào đấy? Trác phàm bất giác run run, sau đó liền trầm mặt không nói. Tuy tạ thiên dương nói câu này nửa đùa nửa thật, nhưng mà sự lo lắng trong đó, trác phàm sao có thể nghe không hiểu chứ? Có lẽ tiếp tục như vậy nữa, quan hệ của ba người càng thêm phức tạp, thậm chí quyết liệt. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm thở dài một hơi cười nói Xin lỗi Lão tử trời sinh như thế Ta không trang bức thì ai trang bức Dưỡng thương cho tốt đi Tạ Thiên Dương cười khổ một tiếng Trong lòng minh bạch Trác Phàm cũng do dự Còn chưa quyết định giữa việc Đến cùng là lui ra hay là tấn công Tuy hắn một mực tự xưng là người vô tình Nhưng mà dưới sự thay đổi Một cách vô tri vô giác Hai chữ cảm tình ai có thể không dính vào một đường cảm ơn tất cả những người đã giúp Lạc Gia, bao quát tứ hổ, hắn cũng nhất nhất nắm tay lấy lòng. Ảnh mắt của tứ hổ nhìn hắn luôn mang theo địch ý. Trác phàm chỉ có thể coi như không thấy. Đến khi hắn nhìn quanh, thấy còn một giường bệnh nữa, nhưng mà khi thấy người nằm trên đó, liền quay phát đầu, rón rén muốn rời đi. Đứng lại, một giọng nữ thanh lệ vang lên, sở khuynh thành, tràn đầy u quán nói. Người, không có gì muốn nói với ta sao?" Hai vị lâu chủ Thanh Qua và Mẫu Đơn hung tợn nhìn hắn, chẳng khác nào nhìn một tên nam nhân phụ lòng bỏ rơi vợ con. Cảm tạ qua Vũ lâu đã diện thủ lạc gia ta. "Ta không phải là muốn nghe lời này, ngươi hẳn là phải biết chứ." Không có đợi hắn nói hết, Sở Khuynh Thành lạnh lùng ngừng lời hắn. "Ta chỉ muốn biết, năm đó trước khi mà rời qua Vũ thành, ngươi vì sao ngay cả một lần cuối cũng không có chịu gặp ta chứ." Trác Phàm trầm mặt không nói, chốc lát đạm mạc lên tiếng, "Kẻ nên giết đã giết, thứ nên lấy đã lấy, mục đích đã đạt, còn gì để mà lưu luyến?" "Thật không còn gì lưu luyến sao?" Sở Khuynh Thành sững sờ hỏi. Trác Phàm cắn môi cúi đầu trầm mặt không nói, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, một tiếng cười lại đột nhiên vang lên. Trác quản gia, lão nguyên soái triệu người đến, nơi này để cho ta chăm sóc đi. Lạc dân thường cười nói tự nhiên đi tới. Trác phàm như được đại xá, vội giả gật đầu. Được, ta lập tức đi gặp lão nguyên soái đại tiểu thư, người chăm sóc tốt cho các nàng. Nói xong, liền chạy ra ngoài như bay. Lạc dân thường thật sâu nhìn sở quân thành cười nói. Sở lâu chủ, trác quản gia nhà của ta là một kẻ thô lỗ, nếu có lời không phải hoặc là làm sai cái chuyện đắc tội với ngài xin ngài thứ lỗi cho ta thay mặt quán bồi tội lạc dân thường nói mấy cái lời mặc dù nghe rất bình thường nhưng mà nội dung câu chữ chỉ có sáu chữ trát phàm của lão nương sở Quynh thành chấp chưởng qua vũ lâu nhiều năm là người làm chủ đại cục sớm hơn lạc dân thường nhiều há có thể không nghe ra ngụ ý bên trong liên cười lạnh nói sao dám sai lầm của trác phàm sao có thể làm phiền chủ nhân nhận thai bản lâu chủ sẽ tự xử lý thích đáng với trác phàm không nhọc đến phiền đại tiểu thư quan tâm lời này hàm nghĩa cũng rõ ràng đây là chuyện giữa lão nương với trác phàm người nhà một ngoại nhân đừng có nhúng tay cút ngay chỗ lão nương nhất thời hai nữ nhân cùng nhìn nhau trong không khí nồng nặc cái mùi thuốc súng đám thương tật còn lại nghe xong ao ao nghiêng đầu đi trong lòng ai tháng. Chỉ có tiếc Ngưng Hương trong lòng không thuận, dường như chỉ của nàng bị bài trừ. Một nơi khác, Trác phàm vừa ra khỏi cái vòng nhỏ này, đi thẳng đến doanh trưởng Nguyên soái thầm cảm thấy may mắn. May mà Lão Nhi đã tìm hắn đúng lúc bằng không tiến thoái lưỡng nan rồi. Ai có thể nghĩ, có lẽ chính hắn cũng không có nghĩ đến. Đối mặt với sở Quynh Thành, vậy mà còn mệt hơn cả đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Thiên. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn thật sự tình nguyện đối mặt một trăm hoàng phủ thanh thiên cũng không có muốn đối mặt chỉ một sở quân thành. Thế rồi hắn vừa tiến vào phòng lão đầu ở bên kia cười to một tiếng để cho hắn thấy hơi hồi hộp, cảnh giác lên. Tiểu tử ngươi cuối cùng đã đến rồi mau ngồi xuống đi lão phu có chuyện thương lượng với ngươi. Độc cô chiến thiên cười lớn chỉ ghế bên cạnh nói trác phàm cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Độc cô chiến thiên tỉ mỉ đánh giá hắn rất lâu, cứ nhìn chằm chằm làm choáng sợ nổi cả da gà. Lão Nguyên Soái không biết tìm ta có chuyện gì cần thương lượng chứ? Trác Phàm lên tiếng hỏi, đọc cô Chiến Thiên nhếch miệng cười khoát khoát tay. Thật là cũng không có gì, chỉ là muốn mời ngươi nhập quân mà thôi. Cái gì? Muốn muốn ta tham gia quân ngũ sao? Trác Phàm giật mình, ngay sau đó cũng là dụ dạ lắc đầu. Không, không được đâu, ta không có thích hợp mấy cái này đâu, ngài cứ nên tìm người khác đi. Đọc cô Chiến Thiên trừng mắt mắng to, cái gì mà không hợp chứ, ai là trời sinh đã là binh đâu. Ngay cả mau đầu tiểu tử dân hải đều đã bị lão phu điều giáo ra, lấy từ chất ngươi trong vòng một năm, chắc chắn có thể tiếp nhận chức vụ nguyên soái của lão phu. Ngài, đã giỏi vậy rồi mà còn đi tìm người khác sao, làm gì cứ nhất định phải tìm ta chứ. Trác Phạm cười khổ lắc đầu, nghe vậy đọc cô chiến thiên không khỏi thở dài một tiếng sầu lo nói người không biết rồi điều giáo tân binh thì dễ nhưng mà bộ dưỡng trận sư lại quá khó trên chiến trường bài binh bố trận cần là dùng trận thức trận thuật rất nhiều trong quân doanh không có mấy tên trận sư cho ra dáng lúc vào chiến thật sự rất thiệt thòi vậy ngài cũng không cần phải tìm ta ta chỉ có tu vi bé như là con kiến đâu có thông trận pháp đâu Trác phàm quỷ Quốc biểu môi. Độc Cô Chiến Thiên biết rõ về hắn từ chỗ của Hoàng thượng. Còn có dễ dàng như vậy đã bị lừa sao? Bèn cười nói. người Thôi đi! Lão Phù sớm đã tra rõ ràng. Gia chủ Lạc Gia sớm đã bỏ mình. Hiện hết thảy Lạc Gia đều do ngươi xử lý. Bao quát bốn đại trận cấp năm. Vừa nhắc đến chuyện này, hai mắt của Độc Cô Chiến Thiên sáng lên. Xem ra hắn thật sự là cực kỳ khát vọng có được một trận sư ưu tú. Trác phàm thì thảm rồi, đã bị lão này để mắt, không biết sao mới có thể trốn đây. Nghĩ đến đây, hắn cũng muốn khóc lên. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn bí mật vào dân Long Thành, không có muốn đụng mặt lão nhân này. Bởi vì hắn đã sớm biết được giấy không có thể gói được lửa, lão nhi này sớm muộn gì cũng sẽ phải tìm hắn thôi. Chương 259 Chiến thần quảng sợ chạy Lão Nguyên Soái Việc này ta thật sự không có đồng ý được đâu, ngài vẫn nên mời cao nhân khác đi. Trác phàm vụ giả khoát tay muốn đứng dậy rời đi. Một thanh hoàng lóe hòa, cầu long trảm nguyệt đào cắm ngay trước mặt của hắn, theo đó là giọng nghiêm túc, chất vấn của độc cô chiến thiên. Vì sao? Trác phàm dở khóc dở cười, còn vì sao? Không có muốn làm chính là không muốn làm chứ sao? Nhưng mà hắn đã cứng cổ như vậy, trác phàm phải làm cho ra ngù ra hoài bèn mới nói thường nói hảo nam không có làm lính con bà nó hắn vừa nói ra khỏi miệng đọc cô chiến thiên nhổ cho hắn một bãi vậy chứ nam nhân cả thiên hạ đều ngu sao trát phàm ngươi là hậu sinh có kiến thức há có thể có ý nghĩ như những phàm phu tục tử kia hơn nữa trát phàm lạc gia chủ đã chết sớm gia nghiệp bây giờ không phải là ngươi làm gì hai tỷ đệ của lạc gia sao vì sao mà ngươi phải làm vậy chứ? theo lão phù thấy ngươi chính là vì mấy chữ trung thần nghĩa sĩ tiểu tử ngươi làm nam nhân có trách nhiệm tận trung tận trách trung thành tuyệt đối lão phù không có nhìn lầm vậy thì tham gia quân ngũ lại gì không phải cũng là tận trung vì nước sao trung thành tuyệt đối sao đâu có khác gì mục đích con người của ngươi vì sao mà ngươi không muốn nhập ngũ tận trung vì nước gian phòng nguyên soái chỉ cách gian phòng của người bị thương một bức tường. Độc cô chiến thiên gào thét, người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai độc cô chiến thiên muốn kéo trác phàm vào quân doanh. Sau đó cũng hiếu kỳ, trùng thiên ma long vô pháp dù thiên như thế sẽ không có cam lòng chịu quân kỷ quản thúc sao? Riêng lạc dân thường cùng sở quân thành, lúc trước còn nhìn chầm chầm lẫn nhau, cả hai không có vừa lòng nhau bây giờ cũng phải gác chuyện ghen tuông qua một bên mà dẫn tài chuyên chú lắng nghe động tỉnh trác phàm trầm ngâm cắn môi nói Độc cù lão nguyên soái ta và ngài không cừu không quán mong ngài đừng có đẩy ta vào hố lửa chứ để cho người nhập quân doanh vì nước xuất lực sao lại đẩy ngươi vào hố lửa Độc cù chiến thiên khó hiểu hỏi trác phàm trừng mắt hét to vậy mà còn chưa phải đẩy vào hố lửa sao tục ngữ nói tham gia quân ngũ ba năm thấy heo mẹ còn đẹp hơn điêu thuyền, làm giảm thẩm mỹ quan của lão tử, ảnh hưởng đến chất lượng thành gia lập nghiệp ngày sau của lão tử rồi. Chúng nữ trong phòng dưỡng thương cười hẳn ra tiếng, riêng sở khuynh thành cùng với lạc dân thường, nghe trác phạm nói thành gia lập nghiệp, không biết nghĩ đến đâu đỏ hết cả mặt. Rồi lại nghĩ thế nào mà cả hai nhìn đối phương, sau đó trong lòng lại không thuận, không biết tiểu tử kia nói ý chỉ ai nữa. Thiên Vũ Tứ Hổ cùng với Lạc Dân Hải nhìn nhau đều xấu hổ. Trong phòng này mỗi có năm người bọn họ là quân nhân, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của bọn họ đều rất thấp sao? Độc Cô Chiến Thiên lại chửi ầm lên. Càng dớ dẫn, tiểu tử ngươi nghe từ đâu có chuyện dớ dẫn đó, nhập ngủ ba năm làm sao có thể xảy ra chuyện đó. Nhưng câu nói tiếp theo của Độc Cô Chiến Thiên lại như chọc tiếc người ta. Loại chuyện này tối thiểu phải 5 năm trở lên mới phát sinh chứ. Giống phong lâm quả sơn đó, tối thiểu 6 năm sau mới có thể nhìn đại thẩm không khác gì mỹ nữ. Dân hải còn chưa đến mức đó, nhưng mà chắc là cũng sắp tới rồi. năm người tức khắc xạ mặt, hận là không có thể kiếm cái quần độ giàu, cảm nhận ánh mắt từ cả hội trường quan tới, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nghĩa phụ này, ngài khuyên hắn nhập ngũ, khuyên hắn nhập ngũ thôi, làm cái gì mà nói rõ mấy chuyện xấu hổ như thế này ra nữa chứ năm người lắc đầu thở dài một trận đầu chôn dưới chăn không có dám nhìn người nữa đọc cô chiến thiên tận tình khuyên bảo thuyết phục nhưng mấy cái thứ này á đều không có quan trọng lão phu không phải nói rồi sao ngươi nhập ngũ một năm là được sau đó làm tham mưu tướng quân cho bản soái đi bên cạnh lão phu chắc chắn không có phát sinh loại chuyện không có đáng tin cậy kia đâu Vậy sao không có thể trực tiếp làm tham mưu tướng quân? Trác Phàm gãi đầu nói, đọc cô chiến thiên trừng mắt rống to. Như vậy sao được? Đọc cô quân có quân kỹ, người chưa có lập công, sao có thể tấn thăng được? Cho dù tấn thăng, sao có thể phục chúng được? Nhưng mà người yên tâm đi, sau khi mà ngươi nhập ngũ, bản soái sẽ cho người cơ hội đi lập công, lấy thực lực của người, chắc chắn không có thành vấn đề. Trác Phàm bất đắc dĩ, thấy độc cô chiến thiên kiên trì như vậy nhất thời không biết phải làm thế nào mới thoát được được rồi nhưng mà ngài phải đáp ứng điều kiện của ta đó cuối cùng trác phàm thở dài gật gật đầu nói độc cô chiến thiên sáng mắt lên dỗ dàng nói điều kiện gì cứ việc nói ra chỉ cần lão phu có thể làm được nhất định không có từ chối lão nguyên soái ngài có thể cho ta mượn binh quyền trong một tháng hay không hồ nháo đây là đại sự trọng quân há có thể đùa sao? Độc cô Chiến Thiên lập tức lắc lắc đầu, rìa mép rung rung, rồi ánh mắt đầy nghi ngờ, thận trọng nói, Tiểu tử, ngươi muốn binh quyền làm gì? Đó là còn phải nói nữa, ngựa đạp sơn hà, sang bằng để dường môn. Trác phàm hét lớn, Độc cô Chiến Thiên giật mình vội vàng nói, Ngươi, chớ có làm loáng, đây là đại sự không có thể tùy ý làm bậy vậy được đâu. Cũng không sao, dù sao sau khi mà theo ngươi một năm, ta nhất định cũng sẽ có binh quyền. Đến lúc đó, ta muốn đánh ai thì đánh rồi, muốn diệt ai thì diệt chứ. Trác Phàm cười gian nói, Độc cô Chiến Thiên không khỏi quảng hốt, lúc này mới phát hiện. Trước kia, hắn chỉ để ý cái tài của Trác Phàm lại quên mất cái tên này, còn có một cái thành tích là làm xăng làm bậy. Tiểu tử này không dễ điều giáo tốt giống như là Lạc Dân Hải, ngày sau một khi mà binh quyền rơi vào tay của hắn hắn thật sự có thể đâm thủng trời không được không có thể để tên tiểu tử này đề bạc quá nhanh trước hết là phải làm giảm giả tính của hắn mới được trác phàm đương nhiên đoán được hắn đang nghĩ cái gì nhếch miệng cười nói ta biết ngươi muốn làm gì không sao thứ ta hiểu nhất chính là kéo bè kết phái đến lúc ta tiến vào đọc cô đại quân không ngoài một năm ba trăm vạn đại quân Chắc chắn mang họ trác của ta rồi, có danh hiệu tướng quân kia hay không cũng không có quan trọng. À đúng rồi, ta ở đây liều sống liều chết, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể chống lại đế dương môn. Nhưng mà nhập quân một năm liền có thể nắm giữ thế lực trong tứ trụ, chiến lực của quân đế quốc mới cường đại nhất. Chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm chứ? Trác phàm sáng mắt lên, nhìn thẳng đọc cô chiến thiên cười nói, sao mà trước kia ta nghĩ không có ra lão nguyên soái ngươi nhất định cho ta nhập quân đi không lần này đổi lại độc cô chiến thiên không có nguyện ý dỗ dạ khoát khoát tài hét lớn trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thật là nguy hiểm suýt chút nữa đã kéo cái tên hỗn thế ma dương vào doanh rồi tuy hắn có đại tài nhưng mà rất có thể gây họa mất nếu thật không có thể thuần phục hắn độc cô quân có khả năng sẽ bị hắn sử dụng trở thành đại hung khí đảo loạn cả thiên vũ. Sau khi mà cân nhắc, độc cô chiến thiên hít sâu một hơi, rực rỡ cười ra tiếng. Trác phàm, ngươi không có muốn nhập ngủ, vậy lão phù không ép nữa. Không không, ta rất vừa lòng mà, lão nguyên soái Không không không, lão phù cả đời không có ép buộc người khác rồi, làm chuyện mà người ta không nguyện ý, người cứ làm quản gia của lạc gia đi. Đúng rồi, gia chủ ba nhà hình như đến rồi kìa, lão phù đi trước nha lão nguyên soái chuyện ta nhập ngũ trác phàm vội giả kêu to nhưng mà đọc cô chiến thiên lao ngay ra ngoài sợ tiểu tử này dây dưa nữa nhìn cái bóng lưng dĩ ngạn cũng có lúc có bộ dáng thất kinh như thế như là sau lưng có mảnh thú đuổi theo trác phàm nhếch miệng cười tà dị đúng rồi nếu có thể có được đọc cô đại quân cũng không có tệ nha trác phàm sờ càm cân nhắc đủ thứ một bên khác độc cô chiến thiên đi ra ngoài gian phòng đến phòng dưỡng thương bên cạnh lúc này gia chủ ba nhà kiếm hậu phủ tìm long cát cùng với hoa vũ lâu đã đến đông đủ thấy độc cô chiến thiên liền cùng nhau ôm quyền đa tạ lão nguyên soái xuất thủ cứu giúp không cần phải khách khí đây là chỗ chức trách của lão phu huống hồ cứu bọn họ là người khác lão phu chỉ đến sau mà thôi Độc cô chiến thiên khoát khoát tay lắc lắc đầu nói Mọi người gật đầu cười cười rồi rất nhanh, mổ mổ liền nhíu mày nói. Lão Nguyên Soái thật không dám giấu giếm, vừa rồi chúng ta nghe thấy lão Nguyên Soái muốn đưa Trác Phạm vào quân doanh. Lão thân có một chuyện muốn nhờ, việc này có thể tạm quản hay không, bách gia tranh minh không có thể thiếu hắn. Đó là đương nhiên, hắn nhất định phải ở lại, còn chuyện nhập quân, lão phu còn phải tỉ mỉ cân nhắc, chưa quyết định, các vị cứ việc yên tâm đọc cô chiến thiên thở dài một hơi lập tức tỏ thái độ từ khi mà nghe trác phàm hùng hồn một phen hắn đã sợ hãi trác phàm rồi tiểu tử này chuyện gì cũng có thể làm được may mà mình kịp thời tỉnh ngộ không hành sự lỗ mãn lúc này trác phàm cũng đi tới chư vị gia chủ liền ôm quyền hành lễ ba người yên tâm cười gật đầu cuối cùng cũng gặp lại một trác phàm hoàn hảo du khuyết nói thật không của trác phàm lạc gia tuy giống một con ngựa ô nhưng mà vẫn không xứng để liên minh hay là cạnh tranh với bảy nhà nhưng mà trác phàm trở về vậy thì liền thật sự được coi là một minh hữu mạnh mẽ trác quản gia lạc gia hôm nay toàn bộ đã thụ thương chỉ sợ vô duyên với trận chiến ngày mai rồi ngài có phải nên xuất chiến chống đỡ một hồi không mổ mổ nhìn trác phàm cười nhạo nói đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức xem tiến triển trong năm năm đã biến mất hút của Trác Phạm. Trác Phạm nhúng vai nói, đó là đương nhiên, mà lại lần này ta đại biểu cho Lạc Gia, đến lúc đó Lạc Gia nhất định sẽ bình bình khởi tọa các ngươi thôi. Thật là đáng mong chờ, Long Giật Phi cười nói. Ngay tiếp đó, mọi người mới liếc nhìn nhau, đều cười lên ha hả, tất cả đều mong chờ ngày mai của Trác Phạm đại triển thần quy. Các bạn vừa nghe xong tập 56 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.